Với niềm tin biết hộ trì, giải hạnh biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú ra đây chúng con thành kính đảnh tọa minh hạnh đặc từ bi đặc tam bảo. Nam mô Bụt Hà Dạ dạ con kính tri ân đức tề trì và cô Hoa Nguyệt cho như pháp biết được tín hiệu. Bài học hôm nay môn học tương ưng Sanyut Tanikaya tài chính thánh đệ siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Kính Đức Vua Kinh Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học một bài kinh ở trong Tương ưng Phạm Thiên. Nói về một vị Phạm Thiên Tu Ru. Phạm Thiên Tu Ru là trước kia khi mà còn ở cõi người là một vị trưởng lão, là trì giới, là thầy tế độ cho tỳ kheo Cô Cai Cát. Sau này Cô Ca Li Cá xu hướng theo Devadatta và có cái lời phỉ báng hai vị thượng thủ thinh văn. Cho nên vị Phạm Thiên Tu Ru này xuống để quá giải, nhưng mà vị tỳ kheo Cô Ca Li Cá lại có cái lời nói như trịch thượng và chỉ trích Phạm Thiên Tu Ru, thấy không có cảm hóa được vị tỳ kheo ác tỳ kheo này, nên vị Phạm Thiên nó đã đọc lên mùa bè kệ rồi biến mất. Thì bài kinh không có gì quan trọng, nhưng ở đây chúng ta cần phải chú ý ở cái bài kinh này là cái vị Phạm Thiên đó muốn nói đến cái quả của người ác khẩu đối với bậc thánh đó, thì ngài cũng là một cái đối tượng mà cúng dường mà tạo nhiều cái phước báo. Nhưng mà nếu mình có một cái sai sót về thân khẩu ý đối với bậc thánh thì mình cũng phải bị cái quả trầm trọng. Ngài là một dòng nước cam lồ, nhưng bậc thánh cũng là lửa nóng, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cẩn trọng. Chúng ta sẽ được nghe giảng giải rộng rãi bởi Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư ngày hôm nay, ngày thứ tư. Nhưng mà trước nhất thì xin được mời Cô Tu Dưỡng Dư Pháp đọc cho chánh kịch Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai con hành kính đảnh lễ tri ân ngài Thượng Tỳ Siêu
Đã từ bi dạy bài học ngày hôm nay, và dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay, môn học tương ưng bộ Sakaya, bài chính thánh nhân là cam lồ, cũng là lửa nóng. Kinh Tururama Suttang, chương 6, tương ưng Phạm Thiên. Bậc thánh là phước điền cao cả của thế gian. Những ai đảnh lễ cúng dường các ngài là duyên hữu hạnh. Nhưng ở mặt khác, các bậc thánh tự là lửa cháy cao độ đối với những người gây ác nghiệp xúc phạm. Nhân quả là vậy. Đối tượng tác phước càng lớn với thiện sự thì đối với ách hạnh quả khổ càng nhiều. Người hiểu Phật pháp, tin nhân quả, không lý do gì mà nuôi hiềm hận với những bậc đức độ thanh tịnh. Bài kinh này cũng nói lên một điểm quan trọng khác, là khi đã chấp thủ trở thành miếng gỡ ra được, càng nghĩ quấy, nói quấy thì càng đau khổ cả đời này và đời sau. Kinh văn: Tại sao Quá Thí, lúc bấy giờ tỳ khu Cô Ca Lý Cá lâm trọng bệnh đau đớn khổ sở. Rồi Phạm Thiên Bích Chi Tu Ru, khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù diệu trói sáng khắp tịnh xá Chê Ta Quá Ná, đi đến tỳ khu Cô Ca Lý Cá. Sau vị ấy đứng trên hư không rồi nói với tỳ kheo Cô Ca Lý Cá: Này Cô Ca Lý Cá, hãy định tin ở tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana. Sariputta và Moggallana thật là khả kính. Này hiện giả, ông là ai? Ta là Phạm Thiên Bích Chi Tu Ru. Này hiện giả, phải chăng ông đã được Thế Tôn nói là đã chứng quả bất lai? Vậy ông trở lại cõi đời này làm gì? Ông có thấy đã phạm lỗi thế nào chăng? Khi một người sanh ra với lưỡi búa trong miệng, tự chặt chém chính mình với ngôn ngữ, ai khen chỉ trích bậc đảng khen là hòa tùng khẩu xuất, không tìm được tịnh yên. Nhỏ nhoi là thua bài, dù thua cả sản nghiệp, mất sạch nhưng không bằng hiềm hận với thân. Kẻ hủy bán bậc thánh với khẩu ác ý ác, phải khổ trong địa ngục suốt thời gian dài. Trăm ngàn Nirabhusa Buddhas cộng thêm 36 và 5 Abbuddhas Thích Văn Bodhisattva Hi Chattasa Kuthara Ri Cha Giáp Tê Múc Khê, người sanh ra với lưỡi búa trong miệng. Cha Giáp Tê Chinh Đá Tí Át Tà Năng Ba Lơ Đúc Hoa Sĩ Tăng Hoa Năng. Kẻ ngu tự với lời nói ác, chứa sự bất hạnh do chính miệng. Kilina Tê Na Sức Nhìn Đa Tí không tìm bởi cách ấy. Ama Ayang Kali Kila Ayame
quá, ma hành kali đều bất hạnh lớn lao hơn giờ su gat ma màu sai về trăm ngàn bằng thì hủy bán thánh nhân qua ma nằm cha ma ni thà đã bà với các ngài theo trong kiếp trước thượng tới giả chính đức này a hàm natasa kuthari cha yết tề mukhe người sanh ra với lưỡi búa trong miệng chỉ cho người có bản chất ác khẩu theo sớ giải cao giờ sức tề sức manh năng bắt chú hiểu chư vị a la hán nhắc lại theo sớ giải những con số được như sau: đi rắp bú đá bằng 2, 10 ấp bú đá, 1 ấp bú đá bằng 10 triệu, nên đá hút đá, nên đá hút đá bằng 10 triệu, năm hút đá đá 10 triệu, 1 cô tí bắt cô tí bằng 10 triệu, bắt cô tí một bắt cô tí bằng 10 triệu cô tí một cô tí bằng 10 triệu năm. Bài hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng biên soạn trình chúc nhà con xin được cung thỉnh Pháp Sư kính mời đạo tràng dễ như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Tăng giảng ngày hôm nay. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan ít nghi tâm trí rảnh đa não hiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc na nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen phước sanh trí tuệ bồ đề đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo hoa vì nơi đây tâm đạo tinh thành mong chánh pháp thành a ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt tràng thành đại cung thịnh tọa Pháp Tăng từ bi thức ngày hôm nay. Dạ ạ. Alo. Alo. Dạ, con Pháp kính đảnh lễ ơn Đức Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Tăng.
Thành kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Tề Siêu, ngài Hòa thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tề Tri, đại đức Tề Đức. Xin chào quý bà cô tu nữ, xin chào các tử. Thì bữa hôm nay mình học tiếp trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, và cái phẩm này là phẩm tương ưng phẩm thiên. Và chúng ta biết rằng đối với thế gian này thì Đức Phật ngài đã thuyết giảng về cõi dục 11 cõi, cõi sắc 16 cõi và cõi vô sắc 4 cõi, cộng chung lại là 31 cõi. Thì chúng ta biết rằng các cái vị phạm thiên đó là những cái chúng sanh ở trong đó, có những chúng sanh đã được thanh tịnh, đó là những bậc phạm thiên thanh tịnh, đó là những vị chứng quả tu đồ vườn tư đà hàm a na hàm và đang trên con đường để chứng đắc đạo quả a la hán. Và những cái vị phạm thiên mà chưa có chứng được cái tầng thánh đạo thánh quả nào thì cũng có. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng do những cái hạnh nghiệp, do những cái hạnh nghiệp, cái hạnh nghiệp của các bậc thánh là các ngài đã diệt tận những cái lậu hoặc phiền não, trở thành cái ruộng phước điền vô thượng. Các ngài là bậc mang là cái sự an lạc, mang là cái phước báo tối thượng cho chư thiên và nhân loại. Nhưng mà đối với những ai mà làm tổn thương đối với các bậc thánh đó thì quả thật rất là kinh khủng, cái nghiệp quả cũng rất là kinh khủng. Vì chúng ta thấy trong trong năm cái ngũ vô giá hội đó, thì chúng ta thấy giết những bậc A-la-hán hay là làm thân Phật chảy máu, ngoài giết cha giết mẹ, thì chúng ta thấy rằng giết bậc A-la-hán hay là làm thân Phật chảy máu đó là những cái tội, những cái trọng nghiệp. Những cái nghiệp này đó nó mang lại cái đau khổ trong địa ngục. Một người nào mà đã phạm cái tội này rồi đó thì cũng phải lọt vào địa ngục, tùy theo cái chúng sanh này, cái thời gian mà đã phạm tội và cái thời gian hối hận ăn năn. Thì chúng ta cũng biết giống như vua A Xà Thế cũng giết cha của mình là vua Bình Xa Dương. Nếu mà vua A Xà Thế sau này đó không có hướng tâm làm những thiện nghiệp đó thì vua A Xà Thế cũng bị sa đọa rất là lâu dài. Nhưng mà nhờ cái hướng tâm, khi mà nghe đi hỏi Đức Phật, Đức Phật thuyết về cái bài kinh Sa Môn Quả, và cái sự hướng tâm của vua A Xà Thế thì đó đã quay đầu hướng thiện. Nên đối với vua A Xà Thế cũng phạm ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà thật sự ra đó thì tính ra cô Ca Lý Cá sanh vào địa ngục sen hồng đó, tuy rằng không có phạm ngũ nghịch đại tội, chỉ là mắng chửi mạ lị hai cái vị thinh văn thượng thủ, đó là ngài Sariputta và ngài Mokkalana. Nhưng mà cô Ca Lý Cá cũng rơi vào trong địa ngục sen hồng. Và chúng tôi còn nhớ, chúng tôi đọc được một cái đoạn Đức Phật kể thí dụ cái địa ngục thứ nhất á, giống như một cái xe bò mà chở 10 cái bao hạt cải. 10 cái bao hạt cải. Với cái thời gian mà cô Ca Lý Cá rơi vào cái địa ngục sen hồng đó, thì cái địa ngục kế cái địa ngục sen hồng đó gấp 10 lần, 10 lần cái địa ngục ở trên, và xuống cái địa ngục dưới thì gấp 10 lần như vậy. Nên nó tính ra nó rất là kinh khủng quý vị. Ví dụ chúng ta nói rằng 10 bao hạt cải là cái địa ngục thứ nhất, xuống dưới 10 lần là 100 bao hạt cải, xuống dưới 10 lần như vậy là 1000 bao hạt cải, xuống dưới như vậy mà cô Ca Lý Cá sanh ở địa ngục sen hồng đó là cái từng địa ngục mà Đức Phật nói đầu tiên đó, xuống đó đến 9 lớp địa ngục. Tính ra thì cô Ca Lý Cá rơi vào cái địa ngục đó thì cũng rất là lâu dài ở trong cái địa ngục sen hồng này. Thì chúng ta biết rằng đối với cô Ca Lý Cá đó là người xuất gia rồi, cũng là vị tỳ khưu, nhưng mà với cái tánh tình, với cái cách hành xử của mình đó, nó thật sự là không khôn khéo, không có khôn ngoan tí xíu nào. Khi mà phạm đến hai cái vị đệ tử thinh văn thượng thủ,
khi mà Đức Phật ngài đã tuyên bố ngài Sariputta là đệ nhất là trí tuệ, là Moggallana đệ nhất là thần thông. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta mà coi trong cái câu chuyện đó, đó thì cô Kali Cận đối với hai cái vị đó chẳng ai đó, thì chỉ là những cái vật dụng thôi, cái gì cái vật dụng thôi, những cái vật dụng do cô Kali Cái đó ở đó, và những cái người thiện tính đó, lại ái mộ hai cái vị thượng thủ tinh văn cúng dường, rồi cô Kali Cái Cá lại không được một chút gì ở trong cái sự cho lại, và cô Kali Cá đã hiềm hận, nghĩ rằng hai cái vị này cũng tham lam nhiều. Nhưng mà thật sự ra đó, thì cô Kali Cá không có biết được cái thánh đó. Các ngài khi mà có thì các ngài cũng chia sẻ, nhưng mà chia sẻ cho những vị ở trong cái thời thực hành phạm hạnh, có cái sự hướng tâm, chứ không có đem cho những cái kẻ mà ác giới, hay là những người mà có cái tấm mà có cái tánh tình mà gọi là không có đáng được thương tổn. Thì chúng ta biết rằng đối với một cái người tu cũng vậy, một cái người tu mà trong cái người tu đó thì những cái bậc trưởng lão đó, các ngài nhìn những cái vị tỳ khưu mà thực hành theo pháp đó, các ngài nhìn, các ngài biết, và các ngài thương tưởng những vị đó. Nhưng mà rồi cũng là những cái vị tỳ khưu nhưng mà sống không có thực hành theo pháp, thì các vị trưởng lão, các ngài nhìn, ngài cũng biết, tại vì các ngài sống theo pháp, nên những cái vị đó đối xử theo pháp thì các ngài biết những vị này là người để ý những cái học giới, để ý những cái phần sự phải làm đối với vị trưởng lão. Thì chúng ta biết rằng như vậy, nên cô Kali Cá là một cái người có cái tánh kình, tánh tình, có nghĩa là rất là khó dạy. Chính vì điểm đó mà chúng ta thấy cái vị Phạm Thiên Tu Đu đó là thầy của mình kiếp trước, ở trong cái trước cái thời gian sanh về Phạm Thiên thôi, là lúc mà còn làm tỳ khưu đó, là cũng là thầy của cô Kali Cá. Nhưng mà vị này có khuyên lên thì cô Kali Cá cũng vẫn chống đối và vẫn mai mỉa. Khi mà Phạm Thiên Bích Chi Tu Đu đó nói, và cô Kali Cá lặp lại cái lời Đức Phật là vị này đã đắc đạo quả A Na Hàm, thì chúng ta biết rằng vị A Na Hàm là vị thánh bất lai, có nghĩa là không trở lại cõi dục. Nhưng mà thật sự ra đó thì cô Kali Cá chỉ biết theo cái cách của mình, chứ không biết rằng dù là những vị Phạm Thiên đó, các ngài đó vẫn xuống cõi dục, nếu mà các ngài đi xuống nghe Đức Phật thuyết pháp, hay là có một cái duyên sự nào đó, các cái vị Phạm Thiên vẫn xuống. Nhưng mà có nghĩa là những cái vị Phạm Thiên nó không ở trong cõi dục thôi, chứ không phải là không xuống cõi dục. Bởi chúng ta biết rằng cái cõi dục đó, hay là chúng ta gọi là cái cõi người đó, thì các vị chánh đẳng giác xuất hiện. Thì các vị chánh đẳng giác xuất hiện đó, thì các vị thánh A Na Hàm vẫn phải đến viếng Đức Phật. Nên chúng ta thấy cái đại hội chư thiên đó, có những vị Phạm Thiên tịnh cư đó vẫn xuống đảnh lễ Đức Phật và nói lên những cái bài kệ ở trong kinh Trường Bộ đó. Thì chúng ta thấy rằng á, cô Kali Cá tuy rằng nghe Đức Phật ngài nói rằng những vị Phạm Thiên A Na Hàm là những bậc gọi là bất lai, có nghĩa là không lại cõi dục, có nghĩa là không sanh lại cõi dục, chứ không phải là không xuống cõi dục. Có nghĩa là không sanh cõi dục là xuống ở cõi dục, có nghĩa là sanh vào thai bào, làm có người cha người mẹ ở trong cõi dục đó, cái việc đó là việc không có. Nhưng mà những vị Phạm Thiên đó, tịnh cư đó, vẫn xuống viếng Đức Phật. Vì sao? Vì những vị này là bậc thánh, cũng là bậc thánh hữu học, cũng phải còn nghe lời dạy của vị chánh đẳng chánh giác. Mà vị chánh đẳng chánh giác thì chúng ta biết rằng các ngài thành tựu quả vị giác ngộ ở cõi dục giới, nhất là cõi nhân loại. Nên chúng ta học vi diệu pháp ấy, chúng ta cũng phải có cái sự suy nghĩ cho nó rõ ràng, có nghĩa là không sanh lại cõi dục, có nghĩa là không sanh vào nhận cha nhận mẹ ở cõi dục làm người, chứ không phải là vị đó không xuống cõi dục, nó khác. Không sanh vào cõi dục là khác, không xuống cõi dục là khác. Nhưng mà thật sự ra đó thì với cái tánh tình của cô Kali Cá là một cái người ngang bướng,
Như vậy nên mới cách mốc coi như là vị bích chi tu đu này đó, đó là một cái điều khuyết điểm nè, có nghĩa là tại không xuất hiện cõi dục, giống như là một cái ông cho đó là một cái lỗi lầm vậy. Nhưng mà thật sự đó, ông cô Cái Lý Cá vẫn không biết được cái chuyện, cái chuyện mà các bậc a la hán chánh đẳng giác xuất hiện ở cõi nhân loại, thì dù là những vị phạm thiên tịnh cư cũng vẫn xuống để gặp Đức Phật, để của Đức Phật dạy, để tiếp tục hành trình để đạt được đạo quả a la hán, để trở thành vị thánh vô lậu. Và nếu là vị thánh hữu học đó, thì vị này đó, luôn luôn lúc nào cũng khao khát để nghe pháp của vị chánh đẳng chánh giác. Đó là cái quy tắc của những vị phạm thiên và những vị thánh. Như vậy thì mà chúng ta thấy rằng cô Cai Lý Cá thật sự là một cái người đã lâm trọng bệnh rồi, đau đớn khổ sở như vậy. Thầy của mình là sanh làm phạm thiên mà xuống nhắc nhở cũng không được khiếu thiện, thì thật sự là quá thật là một cái tà kiến, hay là một cái kiến chấp, một cái sự kiến chấp, một cái sự cố chấp ngu si đó. Chúng ta gọi là sự cố chấp ngu si. Khi mà chúng ta thường thường biết rằng ở trong kinh có nói đến một cái người mà không có giới đó, mà vi phạm đến một người có giới đó, có 10 cái điều hiểm họa xảy ra đó. Ở trong đó là sẽ phát sinh ra những cái bệnh lạ. Thì chính cô Cai Lý Cá đã bị bệnh, mà trong kinh mô tả là nó giống như bệnh đậu mùa vậy quý vị. Nó có những cái mục là cái mục nó nở từ từ, nó bự ra, và khi mà nó mục mà nó trong cái da người mà nó bự rồi nó bể ra như vậy đó, thì quả thật là rất là đau đớn, rất là khổ sở. Nhưng mà một cái sự đau đớn khổ sở xảy ra với cô Cai Lý Cá như vậy, nhưng mà người thay vì phải biết hối hận ăn năn thì một mai cũng còn vớt giác được chút đỉnh, nhưng mà ngược lại cô Cai Lý Cá vẫn ngang bướng. Nên cái vị phạm thiên bích chi tu đu này đó đã thấy vô phương cứu chữa, nên cái vị phạm thiên bích chi này đó mới nói là một cái người sanh ra với cái búa sanh trong miệng. Cái búa có ý nghĩa là cái búa đó nó tự nó chặt mình đó quý vị, chứ không phải là, bởi vì quý vị thấy rằng cái khẩu nghiệp đó ở trong đó có nói đâm thọc, nó thiêu dệt, nói nhảm nhí vô ích và nói ác đó. Và nói ác đó là giống như mình nguyền rủa các bậc thánh, nguyền rủa những người phạm hạnh, nguyền rủa những cái vị mà tu hành chân chánh đó. Chính vì khi mình nguyền rủa như vậy đó, thì mình tính theo diệu pháp đó, có nghĩa là một tâm sân quỷ diệt đối tượng. Khi mà muốn quỷ diệt đối tượng đó, thì mình dùng những cái lời chửi rủa, hoặc là đánh đập, hành hạ, giết chóc, hoặc là đốt phá, hoặc là bằng cái hình thức này hình thức kia đó, là mang lại sự đau khổ cho cái đối tượng mà mình dùng những cái lời nói hoặc là những cái hành động. Và chúng ta cũng biết rằng cái khẩu nghiệp hay là cái khẩu biểu tri đó, cái thân nghiệp hay là cái thân biểu tri đó, là cái sắc nghiệp cố định của tâm bất thiện. Và khi một cái người có tâm bất thiện như vậy thì chúng ta biết rõ ràng là tâm sân ở nơi cô Cai Lý Cá nó đã quá có nghĩa là nó là quá bộc phát, nó hiềm và nó chất chứa. Và một cái sự nhắc nhở của bậc đạo sư, sự nhắc nhở nhiều lần của bậc đạo sư và cô Cai Lý Cá vẫn không hướng thiền, cho đến khi mà những cái mục nó mọc lên trong thân và nó bể ra như vậy, thì cô Cai Lý Cá thọ khổ kịch liệt như vậy. Nhưng mà đến thời điểm đó mà cũng vẫn không có hướng thiền được, cũng không có suy xét về cái khẩu nghiệp mang lại cho mình cái nghiệp hiện tại đau khổ cùng cực như vậy. Như vậy thì bình thường chúng ta thấy rằng một cái người họ làm ác đó, là ngay hiện tại đó là cái sự khổ. Và cái chết đi rồi đó, họ phải khổ, cái khổ kiếp sau đó là cái sanh máu nghiệp đó, họ sẽ rơi vào địa ngục. Và cái khổ đau đớn tiếp tục nữa là cái hậu quả nghiệp, là tiếp tục nhiều kiếp nữa, nhiều kiếp sanh vào
trong khổ cảnh nữa. Như là trong cái bài kinh Hiền Ngu và cái bài kinh Đức Phật thì có nói, kẻ ngu si mà khi chết rồi đọa vào địa ngục đó, địa ngục đó, sanh làm súc sanh, sanh vào ngã quỷ, sanh vào cái cảnh khổ, còn lại sanh lại làm người, phải bị nghèo khổ, đúa thấp lùng, xấu xí, sanh vào những cái giai cấp hạ tiện. Bởi vậy thường thường quý vị thấy rằng những cái người mà tôn kính những bậc phạm hạnh đó, thì họ lại được sanh lên cõi trời, rồi họ được sanh xuống làm người đó, họ sanh trong những cái dòng quý phái được mọi người chấp tay kính lễ. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nói rằng đó là cái khẩu nghiệp thiện, với một cái vị mà có tán thán những người đáng tán thán, chỉ trích những người đáng chỉ trích. Còn ngược lại, những người không đáng chỉ trích chúng ta lại chỉ trích, những người đáng tán chúng ta lại không tán thán, đó cũng là một cái bất thiện. Bởi thường thường quý vị biết rằng Đức Phật là cái si mê đó, cái người mà có si mê đó, họ đối với người đáng tán thán họ lại không tán thán, và họ ba phải đó, như nên là đối những người đáng chỉ trích họ lại không chỉ trích. Nên vì những cái hành động, cái tâm đó nó bị si mê nên là ác pháp. Nên Đức Phật nói rằng tán thán những người đáng tán thán, chỉ trích những người đáng chỉ trích, có nghĩa là mình phải phân biệt. Tại vì cái một cái người tu đó, mình biết cái người nào đáng tán thán mình tán thán thì đó là đúng. Còn những người đáng tán thán mình lại không tán thán, thì những người trong đình mình, con cái mình, bạn bè mình đó, lại không có biết được. Tại sao vậy? Thường thường quý vị biết rằng một người khi sống gần đó, cái lòng tin hay là cái trí tuệ hay là cái sự tinh tấn nó sẽ sanh khởi. Khi một người mà gần một người nào đó thì cái người đó hành thiện đó, thì cái lòng tin của mình đối với người đó càng nhiều hơn, và cái sự tinh tấn của mình cũng nhiều hơn, cái trí tuệ của mình cũng nhiều hơn. Nên thường thường Đức Phật ngày nói một cái người mà theo dõi một người đó giống như là theo dõi dấu chân voi vậy. Một cái người mà tác ý từng ly từng tí để biết được cái vị đó thanh tịnh, để biết được người đáng tán thán. Nên Đức Phật ngày nói rằng một cái người mà có tâm tư đó, mình gọi là có tâm tư tìm cầu những cái gì quý giá trên cuộc đời này, là một cái người tìm cầu những cái bậc chân nhân, những người có đạo hạnh đó, mình phải có một cái hướng tâm cho nó đúng đắn để mình biết được. Cũng như chúng ta thấy vua Vasenadi lúc mà xá một cái nhóm du sĩ đi đó, và có hỏi Đức Phật đó, làm sao những vị đó, những vị A-la-hán, Đức Phật ngài nói rằng sao mà đại vương có thể biết được, nếu mà đại vương không có cộng sự chung, đại vương không có biết được, đại vương phải cần cái cộng sự chung, ở chung rồi mới biết được cái khuynh hướng của người đó, và phải có tác ý nhiều lần đối với người đó thì mới biết được, chứ còn sống mà mơ hồ, sống mà u ám, sống mà không có tỉnh thức thì cũng chẳng biết được. Chính điều đó được Đức Phật ngài nói với Vasenadi. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái tâm thiện đó. Nên nhiều khi chúng ta nói rằng tu tâm thật sự đó, chúng ta hiểu vi diệu pháp có nói đến 121 tâm, mà nếu mà nói đến sự tu tâm đó, thì chúng ta phải nói rằng tâm thiện hợp trí, làm việc tu tập bố thí hay trì giới hay tu thiền, pháp thuyết pháp hay cung kính phục vụ hữu phước tùy hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến. Đó là mình thấy những cái lỗi lầm nào đã là lỗi lầm thì mình phải từ bỏ đó. Hoặc là biết được phước đức, phước vật, phước trí để mình sửa đổi, mình bổ sung cho đầy đủ phước vật, đầy đủ phước đức, đầy đủ phước trí để mình có đầy đủ ba cái lời phước báo cao quý trong cõi nhân loại. Nhưng mà rồi tôi thấy rằng những người mà họ có tác ý đó, không có tác ý nhiều lần nhé, thì họ cũng không có thể. Thường thường mình nói ở ngoài đời người ta nói là câu là đồng sàng dị mộng đó, sống chung mà nhớ người khác. Thì cũng như vậy, một cái người sống chung với bậc thiện trí thức ấy, cần phải tác ý nhiều lần thì người đó mới tìm được những cái chỗ nương náu, những cái sự tu tập, những cái sự tiến bộ, những cái sự mà lần hồi đến bờ giác mới có được. Còn một cái người sống chung ấy, như cô Kalika mà sống chung với Đức Phật, sống chung với hai vị thinh văn thượng thủ, nhưng mà cái tâm ganh tị tật đó, hay là cái tâm mà hiềm hận, nó
tăng trưởng hoài như vậy. Bởi vì chúng ta không suy nghĩ được, nên cái bất trưởng theo cái khuynh nướng tôi khổ sẽ làm tôi khổ, nó làm người thù tôi được lợi ích, đang làm người được lợi ích sẽ làm những người thù tôi được lợi ích, tôi đang làm người khổ khổ người thân tôi, đã làm khổ người thân tôi sẽ làm khổ người thân tôi. Thì những cái hiềm hận đó đó là nguyên nhân để cho hiềm hận sự đó, cho tâm sân nó sanh khởi. Và những cái nguyên nhân hiềm hận sự này đó để tâm sân nó có bộc phát hoài, mình gọi là tà tư duy, hay là tà tưởng, cái tưởng điên đảo, cái kiến điên đảo, cái tâm điên đảo đó. Đó là muốn nói đến những cái gì tốt đẹp lại không thấy là tốt đẹp, những cái gì giả dối lại cho là chân thật, cái gì bền bỉ lại cho là không bền, cái gì là tốt đẹp lại cho là không đẹp. Chính vì cái khuynh hướng ngu si đó đó, nên đó, cái thiện tâm không có. Nên khi một người nó tu tâm đó, là người đó phải có cái tâm, phải có chánh niệm, tỉnh giác để theo dõi những người gần bên, sống chung với những người gần bên, và tìm coi những cái lời nói và cái hành động của người đó, để rồi mình mới biết được đâu là người đáng tán thán và đâu là người không đáng tán thán, đâu là người đáng tán thán và đâu là người đáng chỉ trích. Thường thường quý vị biết rằng đó là một cái thiện tâm. Bởi thường thường chúng ta sống, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói một thời nào đó, một thuở nào đó, cái loài người, cái tuổi thọ tăng á, thì cái khuynh hướng người ác đó, họ bị sụt lùi. Có nghĩa là họ không dám lấn áp. Nhưng mà lúc nào đó, một cái thời kỳ nào đó, cái người ác họ hung tàn bạo ngược, mà nhiều người đồng tư tưởng với cái người ác. Nên lúc ấy có câm miệng thôi, chứ không có dám nói. Vì nói ra đó sẽ bị những cái người ác đó họ trù dập. Nên đó, thường thường đó, chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật này khuyên đó, mình nên tán thán người đáng tán thán. Và mình đáng tán thán như vậy mà tán thán cho nhiều người họ có cái khuynh hướng mà sống đạo đức để cho người ta làm gương. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này cũng khuyên đó, làm thiện đó, cái tiếng lành đồn xa. Nên đó, một cái người làm thiện đó, mình cần được tán thán. Rồi một cái người làm ác đó, cái tiếng ác đồn xa. Một cái người làm ác đó là những người đó mình đáng chỉ trích cho nhiều người khác biết, người này sống không có giới hạnh. Như vậy chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài dạy cũng như là một cái người có tâm, có cái tâm để tiến bộ. Nên chúng ta gọi là thời kỳ loại người kiếp tăng nhé, là họ có khuynh hướng theo thiện pháp nhiều. Loài người thời kỳ kiếp giảm á, có khuynh hướng theo ác pháp nhiều, sống si mê nên tác ý đến thiện, và cái thiện đó nó mai một và nó muội lược ở trong tâm người đó. Và với cái thời kỳ như vậy đó thì cảnh giới đọa xứ là nhiều, vì cái tâm tư của chúng sanh, vì cái sở hành của chúng sanh. Còn cái thời kỳ á, mà loài người có cái khuynh hướng thiện, cái sở hành thiện, cái tâm tư thiện đó, thì họ có cái tuổi thọ lâu và sanh về thiên giới nhiều. Như vậy Đức Phật Ngài cũng nói thiện và ác rất là rõ ràng. Thì Cô Ca Lý Cá đó là một cái người làm ác và đã mắng nhiếc hai cái vị Thinh Văn Thượng Thủ là Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất. Dù Đức Phật Ngài đã khuyên bậc thiên nhân chỉ đạo sư Đạo Lý Cá, nhưng mà tánh tình của Ca Lý Cá vẫn là người ương ngạnh, vẫn là người dù là bậc chánh đẳng giác. Bởi vì chúng ta thấy rằng có thai được làm người đó, mình sanh làm người, có thai được sống còn, mình được sống còn, có thai nghe diệu pháp, mà mình nghe diệu pháp mà có thai Phật ra đời. Có nghĩa là những cái điểm khó đó rất là khó, tại vì chúng ta thấy một ngày tu một cái thời kỳ rất là lâu, thành Phật trong thời gian 45 năm thôi. Chính vì cái điểm mà chúng ta thấy khó là một cái vị Bồ Tát tu tập thời gian rất lâu, thành tựu Phật quả trong một thời gian có 45 năm, chỉ trong một thời gian như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với một cái bậc thiên nhân chi đạo sư khuyên lơn như vậy, nhưng mà cô Ca Lý Cá vẫn là người không có cái khuynh hướng thiện tâm, nên nó bất chấp những cái lời khuyên lơn của thầy của mình, hay là của Đức Phật, hay là những cái vị sống hạnh trong đời sống chung trong chùa.
Thì chúng ta biết là chắc chắn của Kalika cái tánh tình như vậy thì không phải là không có người khuyên. Người nào mà thương tưởng thì cũng đều khuyên lên, nhưng mà người ta khuyên mình một lần hai lần mà mình ngoan cố, người ta cũng không khuyên nữa. Không khuyên nữa. Rồi mình phải nhận lấy cái hậu quả, những cái hậu quả do mình gieo mình tạo thì mình phải lãnh lấy cái hậu quả. Người ta thương mình, người ta nhắc mình, nhưng mà mình có biết nghe lời hay không? Nên Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú đó, gần người trí thực tình chỉ lân học hỏi sao rồi, xem như con không đời lánh dời. Ai hay khuyên dạy, ai hay khuyên khuyên dạy đó, thì mình coi như là một cái hầm châu báu vậy. Chấp nhận cái lời khuyên. Thì thường thường ấy, chúng ta thấy rằng cái lời khuyên đó chỉ mang lại cái lợi ích, chỉ mang lại cái sự tiến bộ cho đời sống của mình. Đối với đạo hạnh, họ khuyên lưỡng mình, nhắc nhở và mong cho mình được an lạc. Nên những cái người mà họ có chánh kiến đó, thì họ sẽ biết được các vị này hành trong đời sống phạm hạnh để thành tựu được cái thánh hạnh đó. Các vị này cũng đã được những cái bậc thiện trí thức khuyên lên hành trì, nên các ngài đã đạt được cái thánh quả này. Nên chúng ta thấy Đức Phật á, ngài khuyên lên các vị tỳ khưu nỗ lực tu tập như thế nào đó để đạt được. Và cái sự cống cao ngã mạn hay sự cứng đầu ương ngạnh đó, đó là những ác pháp, đó là những cái sự bồng bột của tỳ khưu. Những cái vị đó, những cái tâm tư đó cần được loại bỏ. Giống như con bò nó bị con ve nó hút máu, thời gian con bò nó suy sụp. Cũng như vậy, một người có cái ác tư duy đó thì cái ác tư duy đó cũng làm cho mình đọa xứ. Vì khi mà cái ác tư duy đó chính là tâm, rồi nó điều khiển khẩu biểu tri, là những cái lời nói những lời nói châm biếm, hay là những lời nói mà bất kính, bất tôn trọng, những cái lời nói xem thường, những cái lời nói khinh bỉ, thì chính những cái tâm bất thiện nó mới làm cho cái lời nói như vậy thôi. Một người mà có cái tâm mà gọi là cung kính đó, là một cái tâm thiện, mà mình gọi là tâm thiện làm việc cung kính đó, là cung kính những người đáng cung kính, như vậy gần gũi những người đáng gần gũi, phục vụ những người đáng phục vụ, và lễ bái những người đáng lễ bái. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện đó nó sẽ tạo cái sắc nghiệp thiện, đó là thân biểu tri, là người đó cúi đầu đảnh lễ. Và những vị trưởng lão đó thấy người đó đó làm đó, thì biết rằng người đó có cái thiện tâm để điều khiển cho thân của mình đó, lại những cái bậc phạm hạnh. Nên đó, mình gọi là tâm thiện có nơi người đó. Còn một cái người mà tánh tình của họ nó cống cao ngã mạn thì họ lại không biết lễ bái ai. Chính vì cái tâm thiện của họ không có, nên họ không điều khiển thân của họ đó lễ bái những người đáng lễ bái, hay là tán thán những người đáng tán thán. Không có nói lên những điều đó. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy cái tâm thiện nó cho ra cái tâm quả. Nên thường thường chúng ta học ví dụ pháp đó, tâm thiện dục giới nó cho ra tâm quả dục giới. Và cái tâm thiện dục giới là cái tâm nó gọi là hành phúc hành. Cái tâm quả đó là cái tâm làm việc tái tục hộ kiếp và tử cho một kiếp sống mới. Với một người mà tạo thiện nghiệp đó, thì cái thiện quả cho thái sanh lên cõi vui để hưởng cái quả phước nhân loại và chư thiên. Và nó cũng là cái chủng tử để đắc được đạo quả, quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng cái tâm thiện hợp trí đó là cái tâm thiện nó có ba nhân, chúng ta thực hành thiện nghiệp đó, nó có vô tham vô sân, đó là 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành đó, tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả. Thì vô tham vô sân đó là hai nhân, và cái trí tuệ đó là nhân thứ ba, vô si. Như vậy một cái người mà có cái tâm cung kính đó, thì người đó có cái tác ý suy xét những bậc này là những bậc phạm hạnh, những người này là những người đạo hạnh, những người này là những vị thầy tổ, những vị này là những người đáng để cho mình cúi đầu đảnh lễ. Và một cái người có thiện tâm đó, điều khiển cái thân hành của mình làm việc thiện đó bằng cái sự cung kính có trí. Như vậy nó cũng là điều kiện. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng ai mà kính những cái bậc
trưởng lão, kỳ lão trưởng thượng đó sẽ được bốn pháp là sống lâu, sắc đẹp, yên vui, sức mạnh. Mình chỉ cần đảnh lễ những cái bậc kỳ lão trưởng thượng thôi, là những bậc đạo đức, những bậc đạo hạnh đó, thì mình sẽ được bốn pháp này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà khi biết được cái tâm của mình biết được cái tâm của mình và mình tu được cái tâm mình đó, là mình phải có sự phản tỉnh để mình thấy mình gần một người nào. Người đó đối với mình là bạn bè hay là đối với mình là thầy tổ, đối với mình là người đáng cung kính thì mình phải nên cung kính. Đó là những cái điều mà mình khi một người có trí đó, một người có tác ý đó, một người có cái hướng tâm đúng đắn đó, thì họ sẽ làm được. Còn một cái người mà sống mà với sự mơ hồ đó, với cái si mê đó, với cái tâm mà cống cao ngã mạn đó, thì họ lại không làm được chuyện đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái khẩu nghiệp đó, nó có bốn cái nghiệp: nói dối, nói ẩm thọc để thiêu dệt, mà nói ác, nói tạp quế ngữ. Thì những cái điều đó được Đức Phật Ngài nói với một cái người tu thập thiện nghiệp hay là hành thập ác nghiệp đó, thì chính là những cái điều mà hai ngõ rõ ràng, như là bờ biển bên này, bờ biển bên kia, như trời mọc, mặt trời mọc, mà trong chỗ mặt trời là lặn, rất xa rất xa, là thiện và bất thiện. Thì cũng như vậy, khi một người mà tán thán một người đáng tán thán đó, chỉ trích một người đáng chỉ trích đó, thì chúng ta hiểu rằng nhé, đó là một cái khuynh hướng của thiện nghiệp. Nên thường thường lúc nào đó mà cái thời kỳ tuổi thọ là người tăng á, thì người ta thích làm thiện và người ta tán thán người làm thiện, và họ họ hoan hô vỗ tay đối với cái việc thiện của những cái bậc đại thiện. Còn lúc nào mà thời kỳ ác nghiệp là người ác đó, họ có khuynh hướng ác và họ xu hướng theo ác. Những người đó họ biết được cái việc ác nó nói đó, họ cũng không dám nói, vì nhiều người ác đó, họ sẽ sợ trù dập, sợ này kia nọ, nên họ làm tin. Nên cái việc ác đó, nó mòn mỏi, và cái chúng sanh nó sanh về cõi vui đó là ít ỏi, nó rơi vào cõi khổ rất là nhiều. Chính vì cái khuynh hướng sở hành tâm tư của chúng sanh trong cái thời kỳ đó, nên Đức Phật là thời kỳ loài người kiếp giảm. Kiếp giảm là Đức Phật ngày với cái suy xét tâm của Ngài đó, với cái Phật tuệ Ngài thấy được chúng sanh cái khuynh hướng thời kỳ này, chúng sanh có khuynh hướng ác nghiệp, chúng sanh không có thích gần chùa chiền, không có thích đi đảnh lễ những bậc đáng đảnh lễ. Nên cái khuynh hướng đó, nên Ngài cho biết rằng, Ngài cho hay rằng, Ngài báo cho biết rằng thời kỳ kiếp giảm loài người ác pháp xuất hiện nhiều hơn là thiện pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật đó là bậc thiên nhân chư đạo sư, và khi Ngài nói đến cái thời kỳ ác pháp hay thiện pháp đó, Ngài cũng có nói để cho một người có tâm tư suy nghĩ. Như thời kỳ Đức Phật Kassapa đó, đến 6 tháng mới Bồ Tát một lần. Thời kỳ Đức Phật Gautama thì chỉ có 15 ngày là Bồ Tát một lần. Như vậy thì chúng ta cũng biết rằng đó là không phải do cái lỗi của Đức Phật, mà cái thời kỳ của chúng sanh và cái khuynh hướng của chúng sanh đó được các bậc thánh thấy biết và tuyên bố, để cho chúng sanh nào có cái khuynh hướng thiện đó cố gắng hành trì để cải thiện những cái hạnh nghiệp của mình. Với cái thời kỳ mà chúng ta hiểu rằng rất khó làm thiện mà chúng ta cố gắng làm thiện, rất là dễ làm ác mà chúng ta né tránh việc ác, rất là dễ làm ác nhưng mà chúng ta né tránh việc ác, rất là khó làm thiện nhưng mà chúng ta đã nghe người ta báo cho mình biết như vậy, mình cố gắng làm thiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái với cái lời dạy của Đức Phật á, thí dụ chúng ta hiểu rằng cái tài sản chúng ta có đánh bài chúng ta thua hết, thì thua hết cái tài sản đó thôi, nó không có gì là khổ sở. Như một người khi mà họ mắng chửi các bậc A-la-hán thì họ lại rơi vào trong đọa xứ nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, rồi họ sanh làm người ti tiện, cho đến khi giác ngộ giải thoát đó, họ còn sự ảnh hưởng rất là đau khổ. Chúng ta thấy như tôn giả Đê-qua-đá-tá đó, tôn Đê-qua-đá-tá sau này thành Phật mà bộ xương khô đó, có nghĩa là thành Phật rồi, thân hình ốm nhom và cái miệng thì rất là hôi thối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ác nghiệp mà tôn giả Đê-qua-đá-tá đã chia rẽ tăng làm thân Phật chảy máu đấy, cho đến chiều dài mà khi mà giác ngộ thành Phật rồi đấy, mà còn bị cái ác nghiệp, còn bị cái miệng thối,
còn bị cái thân hình ốm ốm nhom nhắc như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ác nghiệp nó giống như bóng với hình vậy, giống như bánh xe lăn theo cái chân vật vậy, nó cứ mãi miết theo mình. Nên khi một người đánh bài thua đó, chẳng qua hết tiền kiếp này thôi, nhưng mà có thể vẫn được sanh làm người, làm chữ thiên. Nếu người đó hết tiền và người đã từ bỏ cái canh bài bạc đó để hướng thiện. Nhưng một người mà khi mắng chữ các A-la-hán đó, thì họ lại khổ đau hơn nhiều. Sau khi họ bị rơi vào đọa xứ địa ngục, rồi họ phải chịu hậu quả nhiều đời nhiều kiếp, và cho nhiều khi cái nghiệp quả đó đến lúc mà họ giác ngộ đó, họ còn phải chịu cái hậu quả cả cái kiếp sống trong cái thời kỳ mà họ giác ngộ trở thành vị Phật độc giác. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày có nói đến những cái bậc độc giác Phật như là Tôn giả Đê Quát Tán sẽ thành Phật độc giác đấy. Thì Đức Phật ngày cũng nói cho chúng ta biết, và Đức Phật ngày cũng đã nói và đã tiên tri chúng ta biết rằng những cái hậu quả nó kéo dài 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 dài, nó là hiện báo nghiệp ở kiếp này chịu những cái sự đau khổ như cô ca lý cá mình mẩy đầy những cái mục, và nó nở ra rồi nó hành hạ đau khổ là hiện báo nghiệp kiếp này. Sanh báo nghiệp là kiếp sau cô ca lý cá rơi vào địa ngục, và hậu báo nghiệp là nhiều kiếp vẫn ở trong địa ngục chứ ra được làm người, sanh trong dòng dõi ti tiện, rồi giai cấp ti tiện, thân nô lệ như vậy, và có thể ảnh hưởng đến cái sự giác ngộ giải thoát sau này. Chúng ta thấy như số Nắc Khá Ná đó, được Đức Phật dạy tu thiền, nhưng mà chỉ đắc được thiên nhãn thông chứ không có đắc được thiên nhĩ thông. Vì quá khứ số Nắc Khá Ná có bắn sạn vào cái lỗ tai của một vị Phật độc giác, và làm cho vị Phật độc giác đó biên tịch biết bàn. Và cái nghiệp quả nó cứ chạy theo số Nắc Khá Ná rất là nhiều kiếp quý vị, chứ không phải là rơi vào trong đọa xứ địa ngục, sanh lên, bây giờ sanh lên có duyên xuất gia với Đức Phật, nhưng mà vẫn không tu thiền đắc được thiên nhị thông. Như vậy thì chúng ta thấy là đó là một cái sự chướng ngại. Rồi cuối cùng của các số Nắc Khá Ná bỏ Đức Phật theo ngoại giáo, thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó đó muốn nói lên một cái ác nghiệp, nó làm cho mình túng quẫn, làm cho mình đau khổ, làm cho mình khó vượt qua. Nhưng mà những cái người có cái sự khôn ngoan đó biết rằng những cái việc mình đã làm, bây giờ mình phải cố gắng vượt qua. Như là Tôn giả Angulimala làm những cái nghiệp lúc mà chưa có giác ngộ, nhưng mà khi tu tập rồi đó, luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị để chịu đựng những cái sự khổ đau, và suy nghĩ đó, do mình làm bây giờ mình phải chịu những sự khổ đau này. Cái khổ đau ở địa ngục nó còn nguy hiểm hơn, nó còn nhiều khê hơn, nó còn thọ khốc liệt hơn. Bây giờ chỉ bị chút ít thôi. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng một cái người có trí đó, khi mà họ tỉnh ngộ đó, họ biết được cái lỗi lầm, và họ nhận thấy cái lỗi lầm, và họ tuyên bố họ chịu đựng những cái lỗi lầm, chịu những cái hậu quả đó. Nhưng mà ngược lại, những cái người họ ngu si đó, thì họ lại không bao giờ phản tỉnh, không biết được, như là cô ca lý cá mục mọc ra đầy người và hành hạ đau khổ, đó là hiện báo nghiệp. Sau khi chết rơi vào trong địa ngục, sen hồng là sanh báo nghiệp, và nhiều kiếp còn ở dưới địa ngục nữa, và sanh trở lại chịu nhiều cái hậu quả đau khổ lâu dài. Chính vì điểm đó đó nên Đức Phật ngày dạy trong những cái sự khổ đau đó, một cái người thua bài bạc sạc nghiệp, nhưng mà cũng không bằng một cái người hiềm hận với các bậc thánh, vì nó hậu quả của nó rất lâu dài quý vị. Hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, rồi hậu báo nghiệp, nó theo mình dây dẫn, nó theo mình đến lúc giác ngộ mình còn phải chịu những cái hậu quả, hay là nó theo mình rất là lâu dài, lúc mình hành trì nó cản trở, như là Su Nắc Khá Ná mà hành thiền không có đắc được thiên nhĩ thông, vì quá khứ đã bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác. Như vậy thì những cái điều này đó, cho ta một cái bài học, bởi vì chúng ta hiểu rằng những cái việc mà chúng ta làm ác đó, cái hậu quả này nó quá thật là nó. Như vậy đó, thì chúng ta hiểu việc ác đó, Đức Phật thì nói rằng việc lành làm gấp rút đó, tâm ác đón ngang nhanh, phút nào biến nhát việc lành tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Chúng ta hiểu rằng cái việc thiện, việc tốt phải cố gắng làm, mà lúc nào việc ác đó, thì chúng ta phải ngăn chặn, bởi vì việc
việc lành làm cái nào bị nhắc việc lành, tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Giờ mình hiểu rằng mình phàm phu đó, mình phàm phu sống trong đời đó, gặp nhiều chướng ngại, gặp nhiều chướng ngại, gặp nhiều chướng ngại có nghĩa là nhiều chướng duyên đó. Mình nói giống giống như trong Kinh Di Đà có nói là ngũ trược, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược đó. Có nghĩa là mình gặp rất là nhiều những cái sự trở ngại, và những cái sự cảm giác nó ở nhiều góc độ. Và mình biết rằng những chúng sanh thời kỳ này quả thật là muốn hành thiện, muốn tiến bộ đó, cần phải rất là nỗ lực, cần phải suy xét những lời dạy của Đức Phật để có thể vượt qua được, chứ còn không đó, thì rất là khó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cô Kalika là một người rất là hữu duyên hữu phước, sanh ra ngay cái thời kỳ của Đức Phật, gặp được các vị thinh văn thượng thủ hành trì rất lâu dài để đạt được cái quả vị thinh văn đệ nhất, vậy mà lại không có tính tâm, mà không có phụng, không có lễ bái, không có tán thán, mà lại dùng những cái lời chỉ trích mạ lị, những cái lời phỉ báng bằng ác tâm của mình, và chỉ phải chịu khổ đau. Như vậy thì chúng thấy vị Bích Chi Tu Đu đó, Phạm Thiên Tu Đu đó, nhắc nhở với cái lòng thương tưởng, lòng thương tưởng, nhưng mà thấy cô Ca Lý Cá rất là hung dữ, hay là rất là ngang bướng, rất là cứng đầu, rất là khó dạy, nên ngài mới nói rằng người một người sanh ra đó, sanh với cái lưỡi búa trong miệng, tự chém chặt chính mình với ngôn ngữ phỉ báng. Ai khen kẻ bất xứng, chỉ thích bậc đáng khen là quả tùng khẩu xuất, không tìm được yên tịnh, nhỏ nhoi là thua bài, dù thua cả sản nghiệp, mất sạch những công bằng, hiềm hận với bậc thánh. Kẻ ủy bán bậc thánh với ác với khẩu ác ý ác, phải khổ trong địa ngục suốt thời gian gian dài trăm ngàn lý đá bú đá, cộng thêm 36 và áp bú đá. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái ác nghiệp từ cái ác tâm đó, bởi vì chúng ta thấy cái tâm đó, của chúng ta đó, với cái tâm hiềm hận đó, càng ngày nó chất chứa trong tâm chúng ta đó, mà chúng ta gọi là cái hận tư duy đó, cái hại tư duy đó, mình hiềm hận một người nào thì mình tìm cách hãm hại, mình dùng những cái lời nói đó, thì đó là cái một cái thảo, một cái sự trở ngại cho cái con đường giác ngộ giải thoát, và dẫn vào những cái đọa xứ đau khổ lâu dài ở trong các cảnh giới đọa xứ, và ảnh hưởng mai hậu về sau thì rất là nhiều, rất là kinh khủng. Và trong cái bài học hôm nay đó, cho chúng ta một cái sự kinh nghiệm, và chúng ta hãy tự thức tỉnh mình và tự đó nhắc nhở mình luôn khi để suy xét, để hướng tâm, để tỉnh trí, để gần gũi những người đáng gần gũi, và tán thán người đáng được tán thán, và chúng ta cũng chỉ trích những người đáng chỉ trích, và xa lánh những người đáng chỉ trích. Như vậy vì thường thường chúng ta hiểu rằng nó ảnh hưởng đến những người bạn bè, những người thân xung quanh, và nó ảnh hưởng cả thế giới này. Khi một người mà tán thán người ác thì cái xu hướng người ác nó sẽ đông lên, và nó sẽ nhiều cái nguy hại cho đời, và đem đến nhiều cái đọa xứ cho nhiều chúng sanh về sau. Nên Đức Phật để nhắc nhở tại một người đệ thời dạng về cái câu chuyện Phạm Thiên Tu Đu và thì cô cây lá cá trong phẩm tương ưng Phạm Thiên, con xin trình bày, bởi vì như là trình bày chắc chắn cũng không lọc hết ý nghĩa được cái bài học hôm nay, nhưng mà với thời gian, với cái sự cố gắng, con đã trình bày bước nào phát sanh được kính dân quý ngài chia sẻ gì, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh muốn mong mỏi phước ba cộng đức, xin hồi hướng đến tất cả an vui xa lợi sự cầu. Bây giờ thì con kính lên lễ ngài Hòa Thượng Giác Đẳng tính ngày trở lại điều hòa phần tạo lập. Kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng với Pháp Thoại vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi không có desktop, quý vị có thì cho biết là Hòa Thượng Tề Siêu có ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu còn ở trước máy, xin kính thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Quý vị có thấy Hòa Thượng Tề Siêu không?
có lẽ Hòa Thượng Từ Siêu không có. Dạ có. Bên Hòa Thượng Từ Siêu, Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Có lẽ Hòa Thượng Từ Siêu không có trước máy, thưa quý vị. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Thì đó Tân, chúng ta thử đặt mình vào trong một cái trường hợp của tỳ kheo Kukalika. Dạ. Ví dụ trong đời sống mình mà lỡ là có quan trái một ai, quan kết một ai, thì bất kể người ta tốt hay xấu thì chúng ta đều quán hận, đều ghét người đó hết. Thì nếu chúng ta có một cái quan trái như vậy đó, thì dựa trên lời Phật dạy và dựa trên cái sự tu tập cá nhân, kinh nghiệm cá nhân, thì chúng ta nên làm gì để chúng ta làm giảm thiểu, chúng ta có thể buông xả, có thể bỏ bớt đi cái quan kết của mình đối với sinh kính thịnh thiền tọa thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tỳ Siêu, Hòa Thượng Giác Đặng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tỳ Tri cùng Đại Đức Tỳ Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì con nghĩ rằng ở đời thì nhiều khi là có, nhiều khi có những người họ có những cái quan trái. Cái quan trái đó, đó là, nó có thể là nó liên quan tới đời sống quá khứ cũng như là ở trong hiện tại nha. Quá khứ nhiều khi mình người ta không làm gì mình, gặp mặt cũng không ưa nha, không ưa. Và từ cái không ưa đó, cái suy nghĩ nó oán hận, hay là suy nghĩ cái gì của cái người kia đó thì mình nhìn nó cũng không tốt đó. Cái đối tượng kia đó là mình nhìn nó không tốt. Rồi có những người đó thì có những cái quan trái ở trong đời sống hiện tại này, hoặc vô tình hoặc cố ý, chủ ý ở trong đời sống này. Nhiều khi lời nói, hành động, cử chỉ gì đó làm cho cái người kia họ không hài lòng. Rồi bắt đầu ở trong lòng nuôi cái sự sân hận, bực bội, rồi nuôi cái quan trái ở trong lòng. Cho nên cái người mà nuôi quan trái thì thật sự ra thì trong lòng họ khó bao giờ nhìn ai có một cái đối tượng mà họ quan trái. Không bao giờ họ nhìn cái đẹp, không bao giờ họ nhìn thấy cái xấu, cái tốt của người đó. Nó toàn là cái xấu, thấy toàn là cái xấu. Mà nếu mà mình nhìn về một ai đó, có nghĩ rằng ở đời đó thì người ta cũng không phải hoàn toàn là xấu hết, mà người ta cũng không phải hoàn toàn là tốt hết. Cho nên cái nếu một người bình thường thì có tốt có xấu, có chẳng qua đó là cái tốt nó nhiều hơn cái xấu một chút, hay hoặc là có người đó là cái xấu nó nhiều hơn cái tốt một chút thôi. Như vậy thì khi mà họ nuôi một cái sự quán trái đó, thì họ thường nhìn vào cái người đó là xấu không, là xấu không, cái gì trong cử chỉ, trong lời nói, trong cái hành vi của người đó thì mình nhìn là toàn là xấu không. Thì cái đó, cái tâm của cái người mà nuôi quan trái nó không có tốt. Tại vì sao? Ở trong cái nội tâm luôn luôn trong một cái trạng thái bực bội, bực bội cái đối tượng đó. Dù cái người đó họ có nói thế nào thì mình cũng nghĩ méo mó. Họ có nói những cái lời tốt thì mình cũng nghĩ méo mó. Cái người mà nuôi quan trái họ cũng nghĩ méo mó. Không có nghĩ rằng người đó họ có cái thiện chí, họ có cái thiện tâm, họ tốt với mình đâu. Mặc dù họ nói một cách rất là vô tư, nhưng mà rồi thì cái người mà có cái sự quan trái thì họ cũng cho rằng cái lời nói đó, nó cũng, cũng 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 khó chịu cho họ, và họ nuôi cái quan trái ở trong lòng. Cho nên ở đây đó con nghĩ rằng
Sự thật ra cái người mà nuôi quan trái thì ở trong lòng họ không không có khi nào mà họ có được cái sự bình an cái này, mà có một cái trạng thái bồn chồn, lo âu, bất an ở trong đời sống. Tại vì sao? Cứ nghĩ là người ta xấu không? Cứ nghĩ người này xấu cái này, nghĩ người kia xấu cái nọ, cho nên là cứ nuôi quan trái. Rồi thậm chí giống như trong kinh nói rằng là người đó làm hại tôi, làm hại người thân của tôi. Nghĩ vậy, làm hại tôi không phải làm hại tôi, làm hại người thân tôi. Hay hoặc là người đó không cho chơi với người kẻ thù của tôi thì cũng là nuôi quan trái nữa. Cho nên cái điều đó nó tạo cho cái tâm lý của cái người mà nuôi quan trái nó bất an lắm. Lúc nào cũng nghĩ người ta xấu hết á, cũng nghĩ người ta như thế này thế nọ. Do vậy đó thì con nghĩ rằng để mà mình tu tập ở trong đời sống á, thì phải nói rằng á, là mình cần phải có một cái nhìn nhận cho nó rõ hơn. Bởi vì người ta làm cái gì để rồi mình nuôi quan trái với họ, người ta cũng làm gì hết, cũng không làm gì hết, không có làm gì tổn thương cho mình, nhưng mà mình thấy là không ưa rồi, thì cái đó không tốt. Cái người mà thương cho mình đi nữa đó, thì chúng ta biết rằng ít ra thì họ cũng còn tốt người khác, tốt với người khác. Bởi vì trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó là hận thù không thể trả bằng hận thù, mà hận thù phải trả bằng cái tâm từ, trả bằng cái tình thương. Chỉ có cách là mình nghĩ cái điểm tốt của họ, có cái họ tốt, 10 việc 9 việc là họ xấu, nhưng mà cũng có một việc để họ tốt, họ tốt, họ có làm tổn thương mình cái gì đó thì ít ra mình cũng nghĩ rằng nếu mà họ làm tổn thương một cách triệt để đó, thì có lẽ là mình cũng khó mà tránh, khó mà tránh. Vì vậy đó, cho nên là nếu mà mình nghĩ cái điểm tốt của người khác, có cái người nào đó họ có cái điểm họ xấu nhưng họ vẫn có cái điểm tốt, thì ít ra cái điểm tốt đó cũng là có cái để mà mình nghĩ đến cái người đó cũng có cái điểm tốt, có cái điểm tốt. Cho nên là ở đây đó thì cái hận thù mình càng ngày càng chồng chất lên thêm, thì cái hận thù đó nó cũng không thể nào mà vơi. Cái sự nuôi quan trái cũng vậy, không cần phải người khác làm tổn thương mình cái gì, nhưng mà cái người nuôi quan trái chỉ cần thấy cử chỉ, thấy bóng dáng, thấy lời nói, nghe tiếng nói của người đó là mình thấy khó chịu rồi. Thí dụ như mình giờ ở trong cái căn nhà mà nghe cái người nào mà mình không ưa rồi đó, thì nghe người ta nói giới giới bên ngoài vọng vô á, thì mình lại là khó chịu rồi. Chứ đừng nói tới vô là họ phải gặp mặt đối mặt với mình á, rồi họ làm này làm kia, mình mới nuôi quan trái họ, giận họ, bực họ. Cho nên con nghĩ rằng chỉ có cái thứ nhất á, là mình phải mát mẻ với lại bất cứ một sinh nào, bất cứ một người nào, đối với ai cũng vậy. Mình có cái sự tha thứ, mình có cái sự mát mẻ đó, thì mình mới có thể là không có bực bội, không có sân hận, không có quán thù, không có nuôi quan trái ở trong lòng. Mình phải có cái sự mát mẻ như vậy, thì chính đó là cái chất liệu tốt để giúp cho cái tâm từ của mình nó khởi lên. Cái tâm từ mà mình có cái tu tập, có cái sự trau dồi đó, thì mình nhìn ai với cái sự mát mẻ của mình, thì nó là cái chất liệu tốt để giúp cho xung quanh mình họ cảm thấy đó là cái sự thân thiện, đó là cái sự trìu mến, và đó là cái sự gần gũi, thân dễ dàng thân cận hơn nếu mà gặp một cái người thường tu tập với tâm từ. Còn nếu như một người mà nuôi quan trái, hận thù triền miên thì cái người đó họ nóng nảy lắm, họ gần họ thì cũng có toát lên một cái gì đó mà người ta thấy bất an, bất an.
Tại vì vậy cho nên là cái người tu tập tâm từ là có cái sự tha thứ và có cái sự mát mẻ với bất cứ một chúng sinh nào, nó giúp cho cái việc mà mình có cái sự an lạc ở trong cái đời sống, bản thân cái người đó cũng có được cái sự an lạc, rồi những người chung quanh á họ có được cái sự an lạc. Cho nên con nghĩ rằng mình phải có cái sự mát mẻ tâm từ và không có làm tổn thương bất cứ một sinh loại nào, bởi vì mình làm tổn thương thì mình sẽ nhận lấy cái quả báo khổ. Ở mình làm tổn thương thì trước mắt là cái chuyện của mình mà bị khổ rồi, cái tâm của mình nó dằn vặt, nóng nảy, khó chịu, bực bội, quan trái như vậy, thì con nghĩ rằng cái đó là cái chất liệu tốt để giúp cho hóa giải cái sự hận thù hay là cái sự quan trái với nhau. Cái thứ hai nữa thì con nghĩ rằng mình người ta có tốt gì, có xấu gì đi thì cũng còn có cái điểm tốt, vẫn còn có cái điểm tốt. Giống như mình nói mình ngồi tu, có khi đó là mình thiền tập á, mình lo trao dồi nội tâm, giữ cái đời sống đạo hạnh của mình chỉ chuyên chú như vậy, mình tìm cái nguồn an lạc từ nội tâm của mình. Mình không phải là những cái chuyện gì mà xông xáo ra bên ngoài, làm chuyện này chuyện kia, lợi ích đời ích nãy kia, nhưng mà ít ra thì cái người đó họ cũng làm được lợi ích. Là vì sao? Họ chỉ lo tu thôi. Họ chuyên chú, họ lo tu, họ cũng đâu làm tổn thương, tổn hại vì ai đâu. Cho nên cái người đó họ cũng làm lợi ích cho đời. Nếu nhiều người như vậy đó, họ cũng góp được, góp được cái thế giới này, cái làng xóm này, cái nơi nào đó, cộng đồng này có được cái sự bình an, thì đó cũng là cái sự góp mặt của mình ở trong cái sự bình an. Cho nên con nghĩ rằng ở đây đó là dù cái người nào cũng vậy, họ có xấu như thế nào thì mình nên nghĩ cái điểm tốt của họ, đừng nên nghĩ cái điểm xấu của họ, mà hãy thấy, tìm cái điểm tốt của họ, thấy cái điểm tốt của họ, để rồi mình có cái sự quan hỷ trong cái điểm tốt của họ. Bởi vì theo con nghĩ rằng con người của mình thì nó có những cái mà mình gọi là nhân vô thập toàn, có cái điểm này tốt thì cũng có cái điểm kia xấu, điểm nọ tốt thì cũng có cái điểm khác xấu, vân vân. Thì cái xấu cái tốt đó nó là như vậy rồi mà. Cho nên nếu mà mình nói rằng mình tốt hết thì ai đó mà tốt hết đó, thì quả thật rằng Phật thấm nhân. Còn cái người phàm phu thì họ có như thế này. Cho nên nếu mà mình thấy như vậy thì mình nên thấy cái điểm tốt, tìm cái điểm tốt của người bất cứ cái người nào, chứ đừng nên tìm cái điểm xấu. Cái điểm xấu không có nào mà mình vạch lá tìm sâu, hay là mình tìm cái này tìm cái kia, nó không hay. Mà cái người mà cứ dò xét để cái điểm xấu của người khác, cái tâm của mình nó cũng bất an lắm nha. Nó trong một cái trạng thái là người này xấu, người kia xấu hoài, nhưng có tốt được đâu. Mà mình nhìn cái điểm tốt thì ít ra cái tâm của mình nó cũng được thư thế, và nó cũng là cái điều kiện tốt giúp cho cái tâm của mình nó không có cột quan trái với người khác được. Và hơn nữa, khi mà mình có những cái thái độ mà nó trái ngược lại đó, sân hận bực bội lên, hành động cẩu thả, rồi nói năng liều lĩnh, không có nghĩ trước nghĩ sau đó, thì cái điều đó nó cũng gây đến cái hậu quả cho cái người tu tập rất là nhiều, nếu như một người biết tu tập. Cho nên con nghĩ rằng là ngoài cái việc mà mình tu tập tâm từ với những cái người xung quanh, những cái người đó, thì mình nên có một cái tìm cái điểm tốt của người đó. Dù người đó có xấu như thế nào thì hãy nghĩ rằng người đó cũng, người ta không phải là trực tiếp để người ta giết mình. Giống như cái chuyện mà chúng ta nghe cái ngày Punna mà đi đến cái xứ Naparamta để mà truyền đạo vậy đó. Cái đó là cái câu trả lời của các ngài, của ngài đối với Đức Phật. Nhưng mà đó cũng là cái bài học mà con nghĩ rằng tập cái tâm của mình nó có cái sự kham nhẫn, tập cái tâm của mình nó có cái sự mát mẻ với mọi loài. Và mình nghĩ rằng cái vị cũng vậy, có những người như thế này, có những người như thế kia,
mới gọi là chúng sinh. Là vì vậy cho nên là mình muốn được sự an lạc cho mình, được cái sự tiến bộ thuần khiết cho nội tâm của mình, thì mình phải trau dồi lấy mình, tu tập về tâm từ. Thứ hai là mình phải nghĩ đến những cái điểm tốt của người khác. Khi mà mình nghĩ cái điểm tốt điểm khác thì mình có lợi lạc cho mình chứ, mình được an lạc và mình không có cái sự gì quan trái hận thù gì ở đây. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh tình Hòa Thượng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú thì tổ hợp tình. Lỗi quý vị Phật tử, ô dạ thấy Hòa Thượng thì bạch Hòa Thượng Tài Sĩ Hòa Thượng Quang Hỷ, chúng biết điểm này là chư vị thánh nhân xuất hiện giữa đời này như Đức Phật và các đại đệ tử đó, các bậc thánh đệ tử đó, mang lại rất là nhiều cái phước báo, mang rất nhiều cái phúc duyên cho chúng sanh trong đời. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ rằng là sự xúc phạm của chúng sanh đối với các ngài đó cũng tạo nên nhiều cái quả rất là nặng. Thì có người nói rằng như vậy tại sao chư Phật và chư thánh nhân đó biết được là người ta làm xấu thì các ngài có thần thông các ngài không tránh đi. Thí dụ như trường hợp vua Milinda hỏi hỏi ngài Nagasena về chiếc Đức Phật, ngài biết Đề Bà Đa đó là tạo nhiều ác nghiệp, sau ngài không có ngăn Đề Bà Đa không cho xuất gia từ ngày ban đầu. Thì bạch Hòa Thượng Tự Sư Hòa Thượng Quang Hỷ cho biết rằng các vị thánh nhân có thể làm gì để ngăn chặn cái ác nghiệp của chúng sanh khi chúng sanh xúc phạm đến các ngài, dựa trên những gì mình đọc qua kinh điển. Kính thỉnh Hòa Thượng. Anh thưa cùng với thầy nha. Từ công đức kính thường quý Phật tử, các thánh nhân, các ngài biết phải thời nên làm gì, và các ngài sẽ biết rõ với đối tượng này là phải xử sự như thế nào, nhất là Đức Phật. Ngài rõ biết hơn ngài hết. Sẽ dĩ mà có lời nếu rằng tại sao Đức Phật đã biết rõ mà ngài không tránh để cho chúng sanh tạo nghiệp như vậy, tốt tức thì đó là cái ý kiến của kẻ phàm phu không hiểu hết các cái bậc thánh, không hiểu được Đức Phật, cho nên chúng ta mới nói như vậy. Sự thật thưa quý vị, như trường hợp của Devadatta, Đức Phật biết chứ. Ngài Milinda, ngài Nagasena, ngài có trả lời cho vua Milinda biết đó, là Đức Phật ngài hiểu để và ra sẽ như vậy, nhưng mà không phải vì gặp người nào rồi cũng xem xét như thế đó thì còn tiếp độ ai nữa. Ngài thấy rằng Đề Bà Đa đã quan trái với ngài từ trong đời quá khứ, nên cái kiếp hiện tại này nếu mà ngài không cho xuất gia nhé,
thì cái sự quan cái đó nó càng nặng nề thêm, và ngài không cho xuất gia thì đều có đã tán. Vốn là một vị thái tử con của vua, và tử con của vua Suppaputta, vua thiện giác. Nếu mà ngài ngăn cản không cho xuất gia thì y sẽ thù hận ngài, quan cái với ngài chồng chất thêm, và có thể là lên là vua thay thế cho vua cha Suppaputta, mà dẫn quân đi đến để mà tàn sát chư tăng, chư tăng ni, và làm tổn hại đến Đức Phật. Cái nên nghiệp còn nặng hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật ngài chấp nhận cho xuất gia. Thứ hai, Sa-na ngài có giải thích là với cái tâm đại bi của Đức Phật, ngài biết rõ đề qua đã tán sau này sẽ làm như vậy, nhưng mà trong những năm đầu tu tập thì đi qua đã tán rất là ngoan ngoãn và hiền thiện. Hiền thiện ngoan ngoãn, cho nên đề qua đã tán bớt rất được thiền. Và quý vị biết rằng thiền mà có thần thông đó đâu phải là ít đâu, là từ sơ thiền sắc giới, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền sắc giới, cho đến thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, có đủ bát thiền như vậy đó thì các thì vị hành giả đó mới có thể quay trở lại nhập thiền cơ để ngũ thiền để hiện thông. Nó phải chuyện đơn giản, nhưng chính do nhờ những cái thiện pháp lúc ban đầu Đề Qua Đa Tán đã hành thiền và chứng đắc thiền, cũng biết phần vào cái duyên ba la mật Đề Qua Đa Tán. Đề Qua Đa Tán sau khi thoát khỏi cảnh tỳ xin trở lại là người trong cái quả đất sau đó, vì đó đã chứng được quả độc giác với cái danh hiệu là Atisara. Thì Đức Phật ngài có tâm đại bi, ngài thấy rằng mà cho đề, không cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia là tạo thêm một cái dây quan trái lớn lao nữa, không biết bao giờ sẽ dứt. Thứ hai nữa là ngài muốn cho Đề Bà Đạt Đa có được cái cơ hội những năm đầu sau khi xuất gia để tạo thêm cái pháp ba la mật để chứng độc giác sau này. Những sự phu của chúng ta đó, khi mà chúng ta xét về Đức Phật hay xét về cả bậc thánh, chúng ta lấy giả phàm phu mà đo lòng bậc thánh, hay là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Gặp như chúng ta thì chỉ cần biết cái người đó có cái ý phản, là ngay từ đầu dầu cho họ tốt, nhưng mà ngay từ đầu là mình đã thẳng thừng từ chối họ rồi. Làm như vậy chỉ kết cục thêm qua trái, kết cục thêm qua trái. Như vậy thì mình sẽ không có tâm đại bi nữa. Do đó cho nên chúng ta phải học hỏi ở Đức Phật và chư vị thánh này, điểm này. Còn một mặt khác, nếu nói rằng là vì chính có cái sự xuất hiện của Đức Phật và các bậc thánh, cho nên
mới gây tạo, mới làm cho chúng sanh khác gây tạo ác nghiệp. Khi mà họ gặp Ngài, họ xúc phạm để họ sanh xuống địa ngục, tại sao các Ngài không tránh đi để cho họ khỏi, đừng có tạo nghiệp? Thưa quý vị, cái điều này chúng ta cũng một cách vô lý. Vì nếu mà Đức Phật, Ngài và các vị A-la-hán mà tránh đi đó, thì như vậy những chúng sanh hiền thiện mà ở lẫn lộn ở trong cái thế giới hỗn tạp này đó, lẫn lộn như vậy làm sao mà mình có thể sống được, làm sao mà có thể giác ngộ được? Bây giờ ở trong một cái nồi cơm nó có một vài cái hạt sạn, chúng ta ăn thỉnh thoảng là chúng ta cắn phải cái hạt sạn nó ê răng hoặc là nó mẻ răng của mình. Rồi bây giờ mình cảm thấy mình tức quá, mình suy nghĩ thôi đổ nồi cơm này đi, đừng có ăn. Thế là chúng ta chết đói. Chỉ một vài hạt sạn thì không sao cả. Ngay cả khi mà Đức Phật đã thuyết một pháp gọi là Akhi Khandha về một đúng lửa, Ngài thuyết để thờ pháp cho 6 vị tỳ kheo. Trong đó có 180 vị tỳ kheo. Trong cái hội chúng này 60 vị tỳ kheo nghe xong cái bài pháp này, các vị tử thấy cái đời sống phẩm hành này quả thật là cao thượng, và các vị đó có sự hoan hỷ ở trong đời sống phẩm hạnh và triển khai minh sắc tuệ, vừa dứt thời pháp là các vị đó chứng quả A La Hán. Trong khi đó có 60 vị tỳ kheo, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về, Ngài nhìn cái đống lửa và Ngài chỉ cho các vị tỳ kheo thấy, và Ngài thuyết về cái sự nguy hiểm của cái việc mà thọ dụng, một vị tỳ kheo mà thọ dụng tứ sự. Nhưng mà với tâm ô nhiễm, hôi hám, sẽ phải khổ ở dưới cảnh giới địa ngục như thế nào? Thì những vị tỳ kheo mà tu hành không có tốt, không có trong sạch, những vị tỳ kheo, 60 vị tỳ kheo nghe xong học máu, cái tâm nóng nảy đến độ mà học máu nóng tại chỗ. Và 60 vị tỳ kheo khác thì không đến nói học máu nóng, nhưng mà liệu về đời sống hậm hạnh này quả thật là rất khó. Cho nên 60 vị đó xin phép quần tục trở về là người cư sĩ. Câu chuyện này, bài kinh này cũng được Đức Vua Milinda đem hỏi Ngài Đa Cách Xê Đá. Nhưng mà Đức Phật phải thuyết, Đức Phật phải thuyết, thưa quý vị, chứ không thể nào mà gọi là có cái tâm bi với 60 vị học máu đó. 60 vị sẽ học báo đó. Những vị đó học báo là do cái lỗi do các vị, chứ không phải lỗi do Đức Phật. Bởi vì các vị đó sống đời sống tu tập giả dối và không có tuân, không có nghiêm túc giữ gìn giới luật, sống bừa bãi thân hành khẩu hành, cái tâm hôi hám. Mà nếu mà Đức Phật Ngài giấu giếm, Ngài không có muốn thuyết pháp đó để sợ họ bị học báo đó, mà Ngài để như vậy là Ngài dung túng. Nếu như Ngài im lặng là Ngài dung túng, dung túng cho những kẻ hư được tồn tại ở trong giáo pháp này, mà trong khi đó đó là đánh mất đi cái lợi ích lớn lao cho 60 vị tỳ kheo có duyên lành chứng quả là hắn do giờ nghe bài kinh đó.
Thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây phải làm một cái bài toán, phải được lên bàn cân mà cân. Tâm từ bi của Đức Phật là từ bi trí tuệ, chứ không phải là cái một cái tâm từ bi mà từ bi yếu đuối, ủy ỷ. Chúng ta cần phải hiểu chỗ đó. Cho nên là chúng ta đừng bao giờ chúng ta lấy cái tâm của kẻ phàm phu mà chúng ta đem suy nghĩ về cái tâm của bậc thánh của Đức Phật. Một mặt khác nữa là cái chuyện mà Đức Thế Tôn ngày xuất hiện ở trong thế gian này, cái vị A La Hán ngày xuất hiện trong thế gian này là vì muốn tốt cho chúng sanh thôi, để tốt cho chúng sanh thôi. Nhưng chúng sanh phải bị đau khổ là do nơi chính họ, họ vi phạm. Chứ Ngài đâu phải là Ngài đi đến Ngài làm hại họ đâu, Ngài trù yếm họ đâu. Bây giờ chúng ta đi trên đường, bao giờ trên đường cũng vẫn có những cái trụng điện dọc dọc theo đường, hoặc là những cái biển báo người ta dựng lên ở dọc đường để mà cho cái người tham gia giao thông nhìn vào và biết. Còn cái trụ điện này là để thắp sáng đèn vào ban đêm cho có ánh sáng, cho người ta thấy đường người ta chạy. Những người mà họ lái xe cổ thả, hoặc là họ uống rượu rồi lái xe, họ nhắm vào cái cột điện, họ lủi vào trong đó, mất đầu xe và họ phải bị chết vì tai nạn đó. Thì bây giờ người nhà của họ đi kiện cáo nói rằng là tại vì xung quanh, tại vì dọc theo đường có trồng những cái cột điện, cho nên chồng hay là con của tôi mới bị chết vì đụng cái cột điện đó. Bây giờ phải tháo gỡ dẹp cột điện đó để trống đi. Chúng ta nghĩ có lý không? Không có lý, vô lý, rất là vô lý. Người ta dựng cột đèn lên là vì có lợi ích cho người khác. Còn cái chuyện mà anh đụng vô cột đèn mà anh chết, cái chuyện đó là lỗi của anh chứ không, lỗi đâu phải của chính phủ đâu. Chúng ta phải hiểu vô đó. Sự xuất hiện của Đức Phật và chư vị A-la-hán ở đời là vì lợi ích cho phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Đa phần chúng sanh khi mà thấy Đức Phật và được diện kiến các bậc thánh thì các vị đó, những ai mà khởi lên cái niềm tin và có cái sự hoan hỷ để nghe lời của các vị đó thuyết giảng và cúng dường đảnh lễ thì về họ được phước báo rất nhiều. Còn những người mà họ với cái sân si, với tà kiến mà họ xúc phạm các ngài để họ rơi vào địa ngục, thì trường hợp này cho dù rằng các ngài có tránh đi nữa thì họ vẫn làm các ác nghiệp khác để họ rơi vào địa ngục, chứ không có thoát khỏi. Thưa quý vị, dọc đường mà không có những cái cột điện thì người đó không có lủi vô cột điện, họ lủi vào những cái cội cây trồng ở bên ven đường họ còn chết. Hoặc là nếu không có, bây giờ bứng nhổ hết tất cả cây cây cao bóng mát ở bên hai bên vỉa hè, hai bên lề đường đi nữa, thì bây giờ họ uống rượu say, họ lủi xuống ruộng họ cũng chết, họ lủi xuống sông họ cũng chết. Cho nên cái chỗ đó chúng ta phải suy nghĩ cho cặn kẽ, thì chúng ta thấy trong trường hợp này là các bậc A-la-hán ngài không có làm gì được để giúp cho chúng sanh bất tả gì khi mà xúc phạm đến ngài. Nếu như từ đầu ngài thấy có thể được thì ngài đã giúp như ông Bà La Môn kia. Ông Bà La Môn này cũng may mắn là
ông gặp Đức Phật, ông hành hương đi đến gặp Đức Phật, trong khi mà vợ của ông ta là một một Phật, đệ tử của Đức Phật. Bà có cái thói quen, hễ khi mà bà bị té hay là bà bị va chạm cái gì, đi mà bị chạm cái gì đó, trong lúc mà giật mình như vậy đó, thì bà cứ Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Bụt Thầy á, kính lạy Đức Phật, kính lạy Đức Phật. Ông Bà La Môn cũng nghe như thế đó, cũng lúc bắt đầu cũng không nói gì, nhưng mà ngày nọ ông ta mời các vị, mời bốn vị đạo sĩ lõa thể, ngoại đạo lõa thể đi đến nhà để ông ta cúng dường. Ông ta dặn bà vợ là các ngài đại đức của tôi đó, ngày mai đi đến đây để ăn cơm. Bà liệu hồn á, bà đừng bao giờ trước mặt các vị đại đức của ta đó mà nhắc đến cái từ gọi là Bố Thát, Đức Phật, nếu không ta sẽ giết bà. Thì bà Phật tử kia, bà vợ đó, bà nói thì ông dặn thì tôi nghe, nhưng mà cái thói quen của tôi là vậy rồi, không biết là có giữ được hay không. Mà thật ra thì thưa vì bà giữ không được. Đang trong lúc đó bà cũng vì cái phận sự mà bà sắp xếp vật thực để cho ông Bà La Môn nó đãi đặng các vị ngoại đạo lõa thể. Bà vui vui ở dưới bếp và không có trường mặt lên, bởi vì khi một người Phật tử mà thấy những người lõa thể thì họ không thích. Khi đi ngang cái ngạch cửa và dắt phải cái cửa và Nam Mô Bụt Thầy á, thì các đạo sĩ lõa thể, đạo sĩ lõa thể giận quá đối với Bà La Môn đó, là tại sao ở trong nhà ông lại có một đệ tử của Sa Môn Gotama vậy. Thì lúc đó Bà La Môn này cũng giận bà vợ, nhưng mà giết, cho nên ông ta mới tìm đến Đức Phật, cái là giận cá chém thớt. Thưa quý vị, ông ta hậm hực tìm đến Đức Phật để mà tính là giết Đức Phật. Nhưng mà khi gần tới thì ông ta hỏi Đức Phật một câu: sát gì, sát là giết, sát gì được lạc? Ngay khi đó người trả lời liền, người nói: sát phẫn nộ được lạc. Ngài nói ngay cái tâm trạng ta. Ngài nói là tâm của ông bây giờ đang đau khổ do ông sân giận, mà bây giờ ông dẹp bỏ cái tâm sân giận đó đi, giết cái tâm sân giận đó đi, thì ông được an lạc chứ không có gì hết. Thì ông ta nghe giờ ông ta tỉnh ngộ, ông ta đắc quả tu đùa thứ gì cũng may nè. Nghĩa là lúc đó đó Đức Phật này, Ngài thấy như vậy, Ngài hiểu được tâm trạng của ta, Ngài chận, Ngài trị bệnh trước, cho nên ông ta mới giác ngộ thành đệ tử của Đức Phật, và ông ta không có phạm vào cái trọng nghiệp là xúc phạm đến Đức Phật. Nếu mà lúc đó Đức Phật nói thinh, ông ta đi đến tìm vài lần mà Ngài trốn, Ngài không cho gặp gì xuất hiện đi khất thực, thì ông ta tâm sân như đổ thêm dầu lửa.
không hiểu thượng tọa, không biết thượng tọa Tuyên Nguyên có nghe được không? Quý vị có lẽ thượng tọa Tuyên Nguyên không có ở trước máy. Tiếp theo lời của Hòa Thượng Tuệ Siêu thì chúng tôi muốn đề cập đến hai điểm ở tại đây. Rất là dễ để nuôi thù chuốc oán, rất là dễ để chúng ta mang nỗi oán kết của một cái giai đoạn, một thời, đi hết cả cuộc đời và đi vào trong cuộc trầm luân sanh tử. Và đã khi nói về oán kết oán trái, mà nếu cái người mà chúng ta còn oán kết là một vị Bồ Tát, nếu người chúng ta còn oán kết là một bậc thiện nhân, về đời sau này mình gặp mà vì đó là vì tu hành mình ghét bỏ nữa thì thật ra là một điều rất là đáng tiếc, đáng tiếc lắm. Và vì lý do này đó nên chi chúng ta nên thấy cái sự nguy hiểm của cuộc trầm luân sanh tử. Bởi vì khi chúng ta trầm luân sanh tử thì sống sáng suốt thì ít mà u mê thì nhiều, tạo thiện nghiệp thì ít mà tạo ác nghiệp thì nhiều. Ai mà nhìn thấy cái khả tính để mà tạo nên những ác nghiệp trong đời sống thì người đó sẽ không muốn luân hồi, người đó sẽ sợ trầm luân sanh tử lắm. Tại vì thưa quý vị, giống như một người thiếu kinh nghiệm và làm một cuộc hành trình xa cả mấy ngàn cây số và trong đó họ phải lái xe rất nhiều, cái chuyện tai nạn xảy ra rất là dễ. Một tai nạn thầy xảy ra như vậy còn ít hơn là trong cuộc luân hồi. Và thưa quý vị, có một điểm khác là chúng ta nên sống khiêm tốn, sống bất chỉ trích lại, sống bất tạo oan trái lại. Tại vì chúng ta không cẩn trọng thì mình tạo rất nhiều oan ghét. Chúng tôi thấy có một vị sư ở gần một vị trưởng lão, mà do ở gần đó có lúc làm những cái chuyện không có đúng, ngài trưởng lão ngài rầy. Mà ngài trưởng lão là một vị tu thiền rất là khả kính, nhưng mà vị này ở gần vị trưởng lão do lý do gì đó bị rầy. Thì chúng tôi nhớ rằng khi vị đã ở chung với chúng tôi trong một tuần lễ đó, thì do lý do dẫn dắt vị trưởng lão đó, thì vị này chỉ trích vị trưởng lão tới 3 lần. Dạ, tới 3 lần. Trong lúc đó, thì nhắc về một cái vị sư khác rất là tầm thường, không có chuyện gì hết. Thì vị này là hết lời khen ngợi, tại vì sư đó rất giỏi về điện toán, giỏi về máy móc computer. Chúng tôi thì chuyện của mỗi người có chuyện riêng, nhưng mà chúng tôi thấy tội nghiệp cho vị sư đó. Vị sư đó rơi vào trong trường hợp gọi là tán thán người không đáng tán thán và không tán thán cái vị đáng tán thán. Nói cho cùng á, thì những điểm gì mà vị sư này chê vị trưởng lão đó, thì cái chuyện đó nó chẳng có gì quan trọng hết. Đơn giản là vị trưởng lão đó, ngài là người gốc Campuchia, ngài nói tiếng Việt không rành, nên chi ngài có những cái chữ nghĩa tiếng Việt mà ngài nói nó không có đúng. Nó không phải là điều để chúng ta chỉ trích so với cái đức tu của ngài. Nhưng mà ngược lại, vị này rất là hâm mộ một vị sư khác đồng song với mình. Vì vì đơn giản là vị nó giỏi máy điện toán, đụng cái gì cũng biết hết. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có trường hợp này rất thường xảy ra đối với một người thiếu chánh đó, là chúng ta rơi vào trường hợp gọi là tán thán người không đáng tán thán
và người không đáng tán thay thì lại tán thán. Cái này là cái mà chúng ta phải cẩn trọng, và phải cẩn trọng ghê lắm. Quý vị, mình cũng tự nhắc cho mình một điều là ngay cả khi mình biết Phật Pháp rồi mà mình còn tạo những cái lầm lỗi như vậy, hà hố khi chúng ta không biết Phật Pháp ở trong cuộc luân hồi. Chúng ta dễ tạo nhiều cái nghiệp lắm. Mình nghe câu chuyện rất là đơn giản là Đề Bà Đạt Đa và Đức Bồ Tát khởi nguồn trong cuộc luân hồi chỉ vì một người mà tham lợi nên không mua được cái mâm bạc, và một người thành thật mà đã được mua được mâm bạc, chỉ là một cái mâm bằng bạc. Vậy mà cái quan trái qua nhiều kiếp luân hồi đều đáng sợ lắm, rất đáng sợ. Cho vì Đức Phật Ngài có dạy chúng ta một câu là một khảy móng tay hay là trong một tích tắc mà mình khởi tâm từ vô lượng thì cái phước báo cũng vô lượng. Chúng ta rất khó tránh quan trái thưa quý vị, nên chi chúng ta nên thường tu tập tâm từ. Sappe satta avera hontu, nguyện muôn loài chúng sanh dứt trừ bỏ quan kết. Mình nguyện cho muôn loài chúng sanh mà cũng nguyện cho mình. Chúng ta sống giữa cuộc đời này có nhiều quan kết lắm, đủ thứ quan kết lắm. Quý vị thấy không? Sự đụng chạm người với người đã tạo quan kết rồi. Còn đảng phái, còn chính trị, còn ý thức hệ. Vị nào mà lên trên các mạng xã hội hay là những email, quý vị thấy có không biết bao nhiêu chuyện thù nhơ oán trả trong cuộc đời. Người ta sẵn sàng mạ lì với nhau, ta sẵn sàng mạt sát với nhau vì cái mái tóc người này, vì nụ cười người kia, vì giọng hát người nọ, vì người này theo đảng Cộng Hòa, người kia theo đảng Dân Chủ. Và những điều đó, đó nó tạo nên một cuộc nội chiến. Những điều đó nó tạo nên bao nhiêu quan kết trong đời này. Bởi vì mình tu tập đó, phải thấy và phải sợ những cái tâm gọi là tâm thù ghét. Chúng ta có thể nghĩ là điều này đúng, điều kia sai. Nhưng mà nghĩ điều này đúng, điều kia sai không nhất thiết phải thù với nhau như vậy, không nhất thiết phải quán với nhau như vậy, và không nhất thiết phải cột mình vào trong cái quan kết đó. Nếu người ta gây hận thù với mình thì không nói gì, mà chính bản thân của mình mà nuôi dưỡng hận thù thì thật ra chúng ta không học được lời Phật dạy. Chào quý vị không nghe được chúng tôi nói phải không? Xin lỗi quý vị có còn nghe được không? Dạ. Từ khi việc ở ngoài đời cho đến việc trong đạo, từ việc cá nhân cho đến xã hội, nó có hàng trăm lý do để chúng ta tạo nên cái quan kết, và nó bắt đầu từ cái sự thù ghét. Và nếu chúng ta ngồi nhìn kỹ đó, thì chúng ta đang sống ở trong một cái chảo lửa. Chúng ta đang sống ở trong một cái trường hợp mà thứ vị, người ta nói rằng cùng thích một thứ thì rất là dễ đụng chạm với nhau. Mà ở trong đời này ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, ai cũng thích mình hơn người khác, ai cũng thích tranh danh đoạt lợi. Thành ra cứ trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là các vị cư sĩ mà ra ngoài sống đi kiếm cơm áo gạo, thì quý vị thấy không biết bao nhiêu đụng chạm. Đã vậy rồi mà vào chùa, vào trong chùa vẫn còn có quan kết với nhau. Dạ, vào chùa vẫn còn quan kết với nhau nhiều lắm, rất là nhiều. Lời qua tiếng lại, người được cái này, người được cái kia, muốn cái này, muốn kia, rất nhiều vấn đề. Chúng ta phải nghiệm điều này thì chúng ta mới thấy rằng tại sao là cuộc trầm luân sanh tử là đáng sợ. Chúng ta không có bao giờ chúng ta biết sợ luân hồi đâu, thích luân hồi lắm. Nhưng mà phải nghiệm đến điều đó thì chúng ta mới thấy dòng luân hồi rất là đáng sợ. Bởi vì cái khả tính mà chúng ta có thể tạo ác nghiệp nhiều. Có thể là khi chúng ta nghe câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật á, thì chúng ta rõ ràng chúng ta thương Đức Phật, và đôi khi chúng ta ghét Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ lại, Đề Bà Đạt Đa rất là đáng tội nghiệp,
Tại vì sao vậy? Tại vì một lần đã cổ quan cái rồi thì cứ dai dẳng, dai dẳng, dai dẳng. Đức Bồ Tát ngày tạo nghiệp lành ngày sanh lên, rồi hết phước ngày sanh xuống, đề bạc đa đa tạo ác nghiệp sanh xuống, địa ngục sanh xuống cõi khổ, rồi hết mãnh lực của quả nghiệp bất thiện sanh lên, rồi gặp nhau rồi tiếp. Mà trong cuộc hành trình dịu vợi như vậy rất là tội nghiệp. Tội nghiệp lắm thưa quý vị. Chúng ta nên biết tội nghiệp chính mình. Vì vậy, ở trong cuộc sống này, chúng ta nên đôi khi dành thời giờ để mình nhớ câu Phật ngôn là hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Nếu buổi sáng khi thức dậy, mình mở cửa tổ, hay mở cửa ra bước ra ngoài, có chim hót buổi sớm, có ánh nắng ban mai, mà chúng ta có thể để tâm tư của mình một ngày mới bắt đầu thật trong sáng, thật đẹp, thật thanh thản, không có quan trái quán thù, thì đúng là một ngày an lạc. Và mình cũng muốn thức dậy thử coi, nếu mình thức dậy buổi sáng sớm, mặc dù trời rất đẹp, nhưng mà có quan trái rằng mình ghét cái người chồng này, ghét người vợ kia, đã sắp ly dị, đã ly dị, rồi đối với những người làm việc đồng sự trong sở, đồng nghiệp trong sở, rồi việc này việc khác, nó vô số những cái quan cách. Và những quan cách này đó, nó cứ chịu nặng trong lòng, nó cứ chi phối tâm của chúng ta. Và nếu những người đó là những người bình thường thì kể ra cũng còn đỡ nhé. Nếu những người đó là những người tu tập thì đều rất là sợ. Chúng tôi thấy ngày xưa các ngài hay nhắc điều này, mà chúng ta ngày nay càng ngày càng bớt đi, là mình sống ở trong những cái đạo tràng, sống trong những nơi người tu tập. Thí dụ như là mình ghét ông A và B, mà người đó ngày đó họ thọ bát quan trai giới, mà mình ghét họ đó, thật ra cái đó tạo ác nghiệp cũng nặng. Mặc dù họ chưa phải thánh nhân, nhưng mà họ thọ bát quan trai giới, mình quan trái họ nặng lắm. Hay là một cái vị trưởng thượng có tuổi, mà mình biếm nhẹ, mình miệt thị, mình mã lị, cái đó cũng nghiệp rất là nặng. Đó là cái người có tuổi cao. Hoặc giả là người đó có tâm từ, người tu tập có tâm từ, họ có tâm từ, mà mình lại đem cái tâm sân, cái ác tâm để nghĩ đến họ, thì mình coi chừng. Ngay cả một chuyện mà chúng tôi nói quý vị là quý Phật tử làm công quả trong chùa đó, họ đến chùa bằng thiện tâm, dạ, họ đến chùa thiện tâm, mà mình có cái ý nghĩ xấu, mình dèm pha, mình đố kỵ cái việc làm thiện của họ đó, thì mình bị nghiệp cũng nặng nữa. Tại vì sao? Lúc bình thường không nói chi, nhưng mà lúc họ đang làm chuyện gì bằng thiện tâm mà mình đố kỵ, ghét bỏ họ đó, thì cũng tạo rất nhiều nghiệp ác. Thành chúng tôi nói cái cách mà an toàn là thôi, đừng có quan trái với ai là tốt nhất. Giữ lòng cho được an lạc. Chúng ta tập sống tha thứ nhiều hơn, rộng lòng nhiều hơn, buông xả nhiều hơn. Để làm gì? Không phải để mình thấp hơn người khác, mà là để mình được an lạc, để cái công đức mình nó được vun bồi. Đức Phật dạy rằng khi một người mà mạ lị, chửi bới, công kích cái người không chửi bới, công kích mạ lị đó, thì giống như là mình tung bụi ngược gió, hay mình cầm đuốc đi ngược gió, những cái bụi, những cái tàn nó sẽ tấp vào trong người mình. Điều đó là điều chắc chắn trong đời này. Nên cuộc sống đó, bớt đi những cái quan kết, bớt đi những cái quán thù. Và khi mà chúng ta ngồi suy nghĩ cho kỹ trường hợp của một vị tỳ khưu đã tu rồi, đã xuất gia rồi, xuất gia trong đạo tràng phía bên Đức Phật, mà đem cái tâm quan kết đối với tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, mà can không nổi. Và can nổi ở trong bài kinh hôm nay, thưa quý vị, quý vị chỉ nghe là Phạm Thiên Thu Đức hay Phạm Thiên Thu Ru đến để khuyên can người học trò cũ của mình, không nghe. Chúng ta sẽ học tới bài kinh mà chính Đức Thế Tôn khuyên nhắc tỳ kheo Kukalika, nhưng cũng được. Tại vì như vậy, cái tham nó cũng có cái chấp, và cái sân nó cũng có chấp.
cái sân nó chấp chúng ta gọi là quan kết hay quan trái. Và cái quan kết quan trái đó nó đặc biệt rất là đáng sợ. Vì vậy chúng ta sống ngày hôm nay, cái mạng xã hội như là Facebook, như các diễn đàn, và trong cuộc sống về cái truyền thông rộng rãi đó, có rất nhiều thứ rác rưởi, rất nhiều thứ nọc độc, rất nhiều thứ độc đấu đi vào lòng chúng ta. Ngay cả chuyện này, thưa quý vị, chúng ta nghe những người Hồi giáo ISIS, họ tàn bạo giết người, và chúng ta thù ghét họ, chúng ta khởi tâm sân hận với họ, thì bản thân chúng ta cũng hệ lụy nữa. Tại sao vậy? Bất cứ ai mà chúng ta có tâm hệ lụy, tâm sân hận, thì đều là phiền não hết. Yeah. Còn đời sống hàng ngày, theo đảng này, theo đảng kia, theo quan điểm này, quan điểm khác. Chúng tôi thưa quý vị là vị nào mà sống ở Mỹ, ở trong thời gian 5-6 năm qua đó, mà những người mà ủng hộ ông Trump mà không buộc được ủng hộ ông Trump, nó tạo thành một cái quan nghiệp to lớn ở nước Mỹ. Đến nỗi mà chúng tôi biết có những gia đình cha mẹ với con cái không nhìn nhau, cũng vì con cái không thích ông Trump mà cha mẹ thích ông Trump. Nhưng mà khi mà chúng ta lao vào cái cuộc điên đảo vọng tưởng đó, thì không bao giờ chúng ta ý thức được chuyện đó hết. Và chúng ta nghĩ rằng à, nó đúng, mình mới có quan điểm như vậy. Mới đây chúng tôi có gặp một Phật tử, mà nghe một Phật tử nói về cái sự hằn học đối với người Mỹ đen. Cô nói là chính người Mỹ đen là bắn giết người Việt Nam, hãm hiếp người Việt Nam luôn đó. Thật ra. Và chúng tôi biết là người đó là một người mà đã bị chảy não, bị đầu độc, mình căng không nổi. Và mình căng không nổi. Thật ra thì chúng tôi sống ở Mỹ, chúng tôi biết rằng tội ác thì có người da đen, da trắng đều có hết. Không có dân tộc nào không có, người Việt Nam cũng có. Nhưng mà khi mà mình bị nhồi nhét, mình thù người da đen như vậy đó, thì chuyện đó mình gỡ không nổi rồi. Yeah. Và để làm gì? Để chúng ta đẩy mình vào trong sự nghiệt ngã. Đôi khi chúng ta nhớ lời Phật dạy, tu tập giữ tâm thanh tịnh, hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữ những người thù hận, giữ những người thù hận ta sống không hận thù. Chúng ta cứ đọc lại bài kinh này, đọc lại câu chuyện tỳ kheo Kukalika, nghe những gì Thượng Tọa Băng đã nói đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ hiểu ngay lập tức. Nếu chúng ta đủ sự khách quan, là cái sự quan kết đó, nó không cho chúng ta được cái gì, mà nó làm khổ chúng ta rất nhiều. Khổ đời này, khổ đời sau, khổ lúc tức, khổ lúc ngủ, khổ chính bản thân mình, khổ cho những người xung quanh mình. Vậy thì chúng ta nên nguyện rằng Sape Sata Avera Kondu, nguyện cho tất cả chúng sanh dứt trừ mọi quan kết. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma ở đây. Thưa quý vị, ngày mai này, thứ năm, chúng ta sẽ có mùng Pali Pháp Cú là và vị giảng sư là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Xin được đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa sát thú ai yêu phán tri ân hòa thượng giác đẳng đã biên soạn và đúc kết bài học ngày hôm nay để chúng con nghe hiểu hành theo để được sự ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh tri ân sư và cao tràng cho con biết được tín hiệu. Thú lành thai, con tôi nữ như xin thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dạy những dấu hiệu diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm tuân kỵ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý với lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng